ấm lòng những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo từ nồi cháo nhân ái, chùa Lập Thạch. Trong cuộc đời con người, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng có lẽ khổ nhất vẫn là lúc bệnh, bởi lúc đó chúng ta phải gánh cả nỗi đau về thân và những lo lắng, buồn phiền của tâm. Đối với những người nghèo, thì lúc bệnh họ lại càng khổ hơn bởi không đi làm được, tiền thuốc, tiền ăn, thiếu người chăm sóc hỏi han. Hiểu rõ và chia sẻ những khó khăn mà các bệnh nhân đang trải qua, hơn 3 năm trở lại đây, nồi cháo nhân ái chùa Lập Thạch đã thực hiện việc làm thiện nguyện, chia sẻ cùng bệnh nhân. Cứ vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân neo đơn và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lại tập trung về khu nhà của tổ dinh dưỡng để nhận các suất cháo miễn phí dành cho người nhà bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện. Qua chia sẻ của các thành viên trong nhóm thiện nguyện để trao những suất cháo ấm nóng đến các bệnh nhân, các thành viên trong nhóm đều phân công các nhiệm vụ rất cụ thể từ đi chợ, lựa chọn thực phẩm, lựa chọn rau củ quả, chế biến. Các suất cháo luôn được chú trong từ thành phần dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh, vận chuyển đến vị trí cấp phát đúng thời gian, không để các bệnh nhân phải chờ đợi, nên các thành viên thực hiện phải có trách nhiệm cao. Mỗi suất cháo tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại là món quà tình cảm của tất cả những người đã đóng góp tịnh tài và công sức để làm nên chương trình này. Hơn hết là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống. Mang yêu thương chia sẻ với cộng đồng, cứu khổ ban vui khi đem những suất cháo ấm nóng để đổi lấy nụ cười. Niềm vui của các cô bác có hoàn cảnh khó khăn khi được thọ nhận đó là niềm hạnh phúc của các thành viên nhóm nồi cháo nhân ái chùa Lập Thạch, Quảng Trị. Thiện lành cho trái tim rộng mở và mãi là như thế, tôi sống vui mỗi ngày.